cái máy mà hôm bữa mà nó bị nát bét các bạn. Cái xe mà bị bể lốp rồi là gãy tay dên rồi là bị hư cái tạ dên luôn các bạn. Bây giờ bắt đầu mình lắp vô và mình sẽ xem là nó hết bao nhiêu tiền nha các bạn. Nên là cái xe này nó bị nát như thế này ấy, thì anh cũng muốn lên 65 zin zin luôn, nhưng mà có một cái số tài khoản nhất định thôi. Mà cái xe của anh thì bị quá nặng đi, cho nên là mình sẽ sắp xếp làm sao cái nhu cầu của anh kêu làm có khoảng tầm 20 triệu trở xuống mà 65 zin zin nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cho nó đúng bài nhất và là chạy ok nhất, vip nhất, nhưng mà nó trong cái số tiền 20 triệu đó. Nếu mà ví dụ các bạn thay hoàn toàn cái đồ mới ấy, cái cặp lốc này không các bạn, thì nó đã gần 5 triệu rồi. Cái tạ dên thì nó cũng phải tầm 2 triệu. Và cái dên nó bị chời chời như vậy mà chúng ta muốn thay mới hoàn thiện luôn thì nó ngon hơn đúng không? Và chúng ta thay tay Uma thì nó cũng hết phải cỡ tầm 3 4 triệu nữa. Thì nếu mà thay mới như vậy ấy, thì nguyên cái bụng máy này không nha các bạn, thì các bạn đã thấy hết mười mấy triệu rồi. Chưa nói tới cái phần đầu lòng hay là ECU hay là bô hay là những cái thứ vớ vẩn khác, thì nó phải ra cỡ khoảng tầm 30, trên 30 triệu. Đó nha các bạn, nó rất là khó nha. Cho nên là trong cái nhu cầu mà gánh như vậy á, thì mình sẽ phải sắp xếp, mình tính toán làm sao để cho cái số tiền 20 triệu nhưng mà nó vẫn phải ok cho anh đó. Thì cái cặp lốc là cái phần phức tạp nha các bạn, tại vì liên quan tới cái số máy. Và cái số máy này thì anh phải cầm cái lốc cũ về, xong bắt đầu là anh phải lên trên chính quyền khai báo, rồi bắt đầu là phải xin cấp lại cái số máy mới hay làm sao đó. Cái này thì mình không rành, nhưng mà về hiểu biết sơ sơ của mình là như vậy các bạn. Cái này là mình không liên quan gì hết, mình chỉ có thay cặp lốc hoàn toàn bình thường vô, xong rồi anh sẽ phải về anh tự giải quyết vấn đề đó. Rồi tới phần cái dên ấy thì thấy nó hơi xấu thôi các bạn, với lại nó hơi khuyết khuyết như vậy thì nó cũng có một phần chênh lệch sai lầm về cái lực quăng của nó, nhưng mà mình thấy nó không nhiều cho nên là mình vẫn tận dụng lại và mình cân dên nha, mình vẫn có cái cân dên theo cách của mình. Rồi cái tay dên thì thay tay Uma và thay cái máng nhớt nha. Rồi cái tạ dên ấy thì mình sẽ xài một cái tạ hàng xài rồi nha, mình không mua mới đâu, mua mới nó mắc. Mang tiếng là hàng cũ nhưng mà nó cũng gần giống như mới. Và mình thay cái cao su tạ dên và mình chọn cái chủng loại phù hợp để gắn nó phù hợp với cái dên này nha các bạn. Cái tạ dên là phần cực kỳ là khó ấy. Nếu mà các bạn lắp đại đại ấy, thì nó cũng chạy thôi nhưng mà nó sẽ hơi rung. Còn nếu mà các bạn lựa chọn một cái đối trọng dên nó ok ấy, thì nó sẽ đỡ rung hơn. Biết chắc chắn là xe độ máy lớn thì nó sẽ phải rung các bạn, nó sẽ rung hơn dên. Nhưng mà mình cân đối, mình làm chuẩn nhất thì nó sẽ đỡ rung nhất có thể và chạy nó sẽ sung sướng hơn chứ. Cũng là thay một cái tạ dên nhưng mà mình thay đúng ấy, thì nó sẽ êm hơn. Còn nếu mà mình thay nó không phù hợp ấy, thì nó sẽ bị rung hơn. Vậy thôi. Cho nên các bạn phải lựa chọn nha. Tiếp theo tới cái phần nồi ấy, thì nồi zin người ta bỏ ra thì nhiều đúng không? Nhưng mà cái nồi Uma thì chả có ai bỏ ra cả, cho nên là mình không có hàng dùng rồi. Cho nên là mình sẽ thay một cái bộ mới. Cái bộ full nồi Uma mới này thì mình sẽ phải bớt cái đế nha, để cho nó khỏi bị đụng với trùng heo là một, và mình thay cái lá bố lá sắt hàng ECD bên mình. Nó chống cái hiện tượng bèo bố này là cà dược cà tàng rồi dính bố buổi sáng các thứ đấy các bạn, thì nó sẽ triệt tiêu tốt hơn. Nếu mà các bạn cán đúng nó sẽ bắt tương đương với cái bố độ nha các bạn, nhưng mà nó sẽ dễ chịu hơn, nó triệt tiêu được những cái vấn đề mà bố độ nó dễ xảy ra đó. Cho nên mình sẽ lựa chọn cái bố này. Về cái bơm nhớt thì mình sẽ xài bơm nhớt zin nha các bạn, 65 zin zin trở xuống mình sẽ luôn luôn xài bơm nhớt zin. Nhiều bạn bảo là bơm nhớt độ thì nó bơm mạnh hơn thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà thật ra mình thấy nó không phải như vậy. Bơm mạnh hơn thì nhiều khi nó làm cho cái máy của mình nặng hơn các bạn, tại vì cái bơm nhớt độ nó quá gọi là mạnh đi, khi mà mình lên tua cao thì nó tạo cái áp suất cực lớn và cái máy của chúng ta thì nó chưa cần tới cái mức độ mà bơm nhớt mạnh như vậy. Nếu ví dụ nó cái lưu lượng bơm của nó quá mạnh ấy, mà những cái đường nhớt của chúng ta nó nhỏ đúng không, khi lên tua cao nó sẽ có cái độ nặng lại nha. Cái bơm nhớt này nó áp suất cao thì nó sẽ gây cái tác động tới trục cơ của chúng ta, nó nặng đi một chút. Và nếu mà ví dụ nó nặng như vậy mà nó bơm nhớt mà phù hợp cho cái động cơ ấy thì cũng được ok, nhưng mà hoàn toàn là dư thừa và không cần thiết. Cái 65 zin zin này mình mới tháo ra để chuẩn bị mình úp 65 cộng các bạn. Thì mình các bạn nhìn vào những cái gối đỡ này nó chưa có một tí độ hao mòn nào. Và cái đầu này thì mình đã làm từ hôm bữa là mình đã 12 ngàn đúng không? Thì bữa nay nó phải 14 15 ngàn rồi. Nhưng mà nó chưa có một cái dấu hiệu gì còn là hao mòn nha. Nếu mà ví dụ nó thiếu nhớt hoặc là nó hơi thiếu nhớt thôi thì nó sẽ gây xước hoặc là nó gây một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà cái này nó còn long lanh như mới luôn các bạn. Bốn cái trục đỡ nha các bạn nhìn bốn trục đỡ. Thì cái này là một phần để mình cho nhìn thôi, nhưng mà thực ra khi mà mình nhìn cái lưu lượng bơm của nó mà ganti hoặc là mình lên ga một chút thôi nó bơm cực kỳ là mạnh, cho nên là cái bơm nhớt zin này mình thấy nó quá phù hợp rồi. Yếu thì cũng không tốt mà quá mạnh thì cũng không tốt nha các bạn, nó vừa đủ là ok. Nếu mà để lên 65 cộng ấy thì mình sẽ thay cái bơm nhớt độ, tại vì cái hành trình nó dài hơn và cái máy nó nóng hơn cái thứ, thì mình sẽ lên cái bơm nhớt độ cho nó chắc cú. Còn nếu mà zin zin trở xuống các bạn đi cái bơm nhớt này là hoàn toàn ok, thì cái kinh nghiệm mình nha các bạn. Còn các bạn có nói sao thì nói, rồi các bạn cứ muốn chắc cú thì các bạn lên bơm nhớt độ. Mình thấy nhiều người xe zin cũng lên bơm nhớt độ, rồi là cái 60.3 cũng lên nhớt độ, bơm nhớt độ. Thì cái đấy là cái kiểu của người khác tư vấn thôi, và cái kinh nghiệm của người khác người ta thấy vậy thì chắc cú hơn. Còn như mình thì mình thấy bơm nhớt zin là hoàn toàn ok, chạy máy nó nhẹ hơn nữa các bạn. Tuy nó không đáng kể gì đâu, nhưng mà trên những cái xe này ấy, một chút thôi cũng là đáng kể các bạn nha. Rồi tiếp theo là tới cái lòng. Cái lòng thì nó có nhiều chủng loại để mình lựa chọn. Subra Sinh, Red Leo,
Fastech, Uma, rồi là ICS các bạn. Thì có rất nhiều kiểu nha, nhưng mà mình thấy cái ICS với lại cái Uma thì nó mắc tiền rồi nó xịn thật đấy. Nhưng mà cái trái piston nó hơi lỏng, nó khi mà mình ép ga đúng không, hoặc là mình lên ga cao nó hơi dụ nha. Mình nghe cái tiếng dụ piston nó có cái tiếng động bất thường, mình nghe rất ngứa tai. Và nhiều khi mình giao xe cho các bạn chạy nó kêu kêu, các bạn khó chịu đúng không? Nhiều khi các bạn thắc mắc tại sao mà cái lỏng mắc tiền lại kêu. Thì người ta thiết kế, người ta làm như vậy thôi, mình đâu biết đâu, mình đâu giải quyết đâu các bạn. Cho nên là những cái lỏng mà như kiểu là mình nhìn thấy ấy, thì Red Leo, Fastech, rồi là những cái lỏng xung này thì nó sẽ giảm cái hiện tượng kêu đi rất là nhiều nha các bạn. Nó sẽ rất là êm. Nhưng mà có một cái vấn đề nó xảy ra là piston nó hơi bót, các bạn phải rô đa nhiều hơn. Và sau một quá trình sử dụng các bạn tháo ra, các bạn sẽ thấy nó có những cái dấu sọc xước nhiều hơn. Nhưng mà xe độ thì những cái đấy nó hoàn toàn chấp nhận được thôi các bạn. Còn nếu mà những cái trái lỏng kia thì ít xước hơn, nó ít bị mài mòn hơn đúng không? Nhưng mà nó lại bị kêu. Cái nào nó có cái điểm mạnh và điểm yếu của nó riêng. Nhiều bạn bảo là sum racing thì toạch luôn cái đồ sum racing, không bao giờ xài. Nhưng mà thực sự thì mình thấy vẫn có những cái món đồ mà nó xài được, ok. Thì riêng cái đồ sum racing thì mình chỉ có xài cái lỏng này thôi các bạn. Thì tùy thôi, các bạn muốn cái gì thì muốn. Nhưng mà như kinh nghiệm của mình thì xài những cái đồ mà nó rẻ rẻ tiền thôi các bạn. Cái trái piston nó bót bót đâm ra lại hay ấy. Cái lòng của cái xe này thì anh chạy 14.000 anh bao bao ghê rồi, nhưng mà nó vẫn cứ êm, chả sao cả, chưa ra khói gì luôn. Nói chung là có cái hiện tượng ra khói nhẹ nhẹ buổi sáng mà trên 65 zin zin thì nó quá bình thường quá, chấp nhận được. Rồi mai mốt các bạn chạy một thời gian có khoảng 3-40.000 cây, các bạn vứt cái lòng, các bạn thay lòng khác thì trên cái xe độ nó như vậy nó quá bền rồi gì nữa. Có cái xe 62 zin zin chạy Grab, người ta chạy không có tua cao nhiều, chạy ầm ầm mấy chục ngàn cây rồi cũng chả có vấn đề gì, vẫn êm ru. Cái lòng này thì cũng là hàng xài rồi. Nói chung là nó cũng trong tình trạng mà mình đã gắn cho các bạn thì mình cũng phải giữ cái chữ tín của mình nhớ. Mình đưa cái lòng mà bé dơ cho các bạn nhiều khi rồi lời được mấy đồng rồi mai mốt mang tiếng đúng không? Cho nên mình làm trên những cái này ấy, thì mình lựa chọn mình gắn cho các bạn rồi thì nó phải cũng phải ok. Nhưng mà các bạn cũng phải chấp nhận cái đầu cũ thì nó sẽ không được như đầu mới nha. Cái đầu này là đầu Red Leo nha các bạn. Cái đầu này thì mình đã gia công lại 21-24. Thì 21-24 này nó cũng có cái điểm lợi của nó nha. Các bạn nghĩ tại sao là không lên 22-25 luôn mà phải gia công lại làm gì cho nó mắc tiền? Nhưng mà theo cái kiểu tính của mình và cái chạy touring là cái nhu cầu của khách hàng ấy, thì bỏ tiền ra làm cái số bắp này nó hoàn toàn là ok đúng không các bạn? Vặn là có, nhưng mà cái này là mình đi cam lớn thì nó cũng ok. Nếu mà số bắp 21-24 này ấy, mà làm trên cái đầu jean ấy, thì các bạn chỉ đi được cam nhỏ nha. Cam T4 của BRT trở xuống thôi. Cái overlap, cái clip cam nó nhỏ thì nó sẽ gắn được ở trên cái đầu jean mà làm lên size số bắp lớn đó. Nếu mà chúng ta không dời gích. Còn nếu mà dời gích trên cái đầu jean thì nó lại chất liệu của nó, rồi chất lượng cái thứ thì chắc chắn sẽ không ok thì mình sẽ không dời gích thôi. À, cho nên khi mà mình lên cái cam lớn hơn thì đi cái đầu đồ chơi, cái gích nó xa hơn thì nó sẽ không có bị đụng xúc bắp các bạn. Cho nên đi cái đầu này là hợp lý. Đấy là giải thích thêm cho các bạn biết tại sao mà cái đầu Red Leo mình lại đi 21-24 nha. Cái xe này thì đi cam M03-24 nha. 65 zin zin đi cái cam này thì nó sẽ đề nó cũng sẽ không có trùng nhiều và cái ga cuối nó cũng sẽ rất ok. Bữa mình mới làm cho bạn kia xong chạy bao sướng luôn. Để mai mình dyno rồi mình review cái xe này cho các bạn xem. Thì đây là cái lò xo mài mình đã gắn vào trong xe nha các bạn. Thì thực sự các bạn nhìn ở cái cấu trúc bên ngoài khi mà mình mài ấy, thì nó rất là xấu và là nhìn nó rất là sai kỹ thuật. Nhưng mà thực sự khi mà mình ép vô ấy, thì nhìn cái cấu trúc của nó không có bị nghiêng hay là bị gì hết. Rồi là cái độ gánh đỡ của nó vẫn rất là ok. Rồi người ta khác người ta tháo ra người ta bảo sao lại mài như thế này ấy, thì cái đấy là nhiều khi người ta không biết cách tính bên mình. Rồi là người ta xài những cái lò xo đẹp hơn, cái đấy là chuyện của họ thôi. Còn như mình xài lò xo đầu CBR này cực kỳ ok. Mở tới 13.000, 13.500. Mà đi cam M0326 của dạng là cái clip cam cực lớn luôn nhưng mà nó không có bị ré các bạn. Rồi là không có bị kêu khi mình thòng ga hoặc lên ga. Nó không có bị cộng hưởng á. Nói chung là nó ok. Mình chỉ có xài cái này nha. Các bạn thích các bạn yêu cầu mình thay loại khác cho các bạn. Loại nào các bạn muốn thì mình mua về mình gắn cho. Nhưng mà mặc định của bên mình là luôn luôn là CBR nha các bạn. Cho dù mình có phải mài mình cũng xài CBR. Tuy nó xấu nhưng mà nó cái tính chất vật lý của nó vẫn ok hơn những cái lò xo kia. Mình đã làm một cái video nói về cái lò xo đầu đó lại. Các bạn xem lại nha. Tại sao mình lại chọn nó sau đầu này. Họng xăng thì Red Leo 36mm. Kim phun thì Red Leo 180cc. Rồi ESU Red Leo V3 Pro nha. Cái này là hàng xài lại nha các bạn. Rồi và một vài chi tiết lòng ngoằng nữa. Cái bô thì anh có rồi. Thì cái xe này tổng tất cả mọi thứ mình đã nói. Cả cái lốp, cả cái dên, cả cái tạ dên, cả nồi Uma phun nồi. Cái lòng đầu rồi là cốt cam, họng xăng, ESU. Rồi là kính thường các loại đấy. Rong nhớt. Rồi là tất cả mọi cái chi tiết xong xuôi. Dyno luôn. Là giao xe thôi đó các bạn. Thì mình tính ra nãy giờ là 19.500.000, có sổ sách nha, mình đã liệt kê rõ ràng rồi. Nhưng mà những cái đồ cũ này thì mình sẽ không báo giá chi tiết, đâu phải lúc nào mình có cái này đâu. Cho nên mình báo giá ra thì nó rất là kỳ cục, tại vì mai mốt các bạn tới làm mình đâu có đồ cũ này mình lắp cho các bạn như thế này đúng không? Nó có đợt hay là nó có những ai đó người ta sang lại thì nó có thôi. Và cái đồ đẹp thì mình mới lấy về mình gắn nha các bạn, chứ cái đồ mà xấu xấu lấy về gắn vô mà mang tiếng, thà thay đồ mới nó mắc hơn đúng không? Thì nó vẫn dưới cái giá của anh đó mong muốn.
và mình thấy nó rất là hoàn thiện và đúng bài rồi. Có thể là mai mốt nó sẽ phát sinh thêm một cái gì đó, thêm một vài trăm ngàn nữa thì nó cũng sẽ xem đâu đó cũng khoảng tầm 20 triệu là xong xuôi nha. Tất cả đẹp đẽ, ngon lành.